Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay, bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 18 tháng 10 năm 2022. Thì trước khi vào bản tin giao dịch ngày hôm nay, hy vọng rằng anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Thế ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Thế trong bản tin giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua thị trường trong phiên và ngoài ra thì một số các cái dòng cổ phiếu nó có các cái tín hiệu điều chỉnh, ví dụ như dòng chứng khoán, dòng ngân hàng rồi một số các mã cổ phiếu trong bán lẻ thì các cái nhị điều chỉnh này thì đối với mình thì mình đánh giá là sẽ là cái cơ hội và cơ hội ở đâu và cái điểm mua ở đâu đối với từng mã cổ phiếu hay từng dòng cổ phiếu như thế nào thì sẽ ở trong phần thứ hai của bản tin chúng ta sẽ có một số các cơ cơ hội hay là một số các mã mua thì trước tiên là về trong phiên giao dịch hôm nay thì trong sáng nay sáng nay thì mình có đăng về cái khuyến nghị thì về bỏ qua các phần dự kiến ở cái phần phân tích kỹ thuật theo hầu hết là thống kê thị trường ra thì mình có cái hành động của anh chị nhà đầu tư hành động cho các anh chị nhà đầu tư như sau đấy chính là chốt lời t cộng và cơ cấu tài khoản của nhà đầu tư bắt đáy ở các cái vùng bắt đáy đã bắt đáy thì bán ở các cái vùng như là một nghìn sáu mươi cho đến một nghìn một trăm là việc lên làm thì tỷ trọng cổ phiếu trong dạng này chỉ lên dừng lại ở cái mức 50% tài khoản đấy à, có các cái nhịp điều chỉnh trở lại cái vùng chín trăm năm mươi một nghìn sẽ là cái cơ hội gia tăng cổ phiếu Đấy, hạn chế tối đa cái việc là mua đuổi trong phiên giao dịch ngày hôm nay và một số uh, các cái điểm mua thông thường sẽ có là các cái mã cổ phiếu có ít nhất là hai đáy MACD phân kỳ trên khung giờ uh, và hoặc là có mẫu hình tăng giá tốt như mẫu hình hai đáy Đấy, đối với các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng chung và dài hạn thì uh, chúng ta nên chờ những cái uh, đầy đủ các cái tín hiệu mua vì uh, nếu mà chúng ta xem uh, tí nữa xem uh, về phân tích kỹ thuật thì vẫn đang trong một cái xu hướng giảm và ngoài ra thì trong phiên hôm nay thì mình có chú ý với cả KBC Đấy, rồi uh, FPT đấy, hôm uh, chiều thì có thêm hút và uh, vẫn phải nhấn mạnh rằng uh, cái việc là tỷ trọng ở trong uh, tỷ trọng trong dạng này thì vẫn chỉ nên ở dừng lại ở cái mức 50% bởi vì cái việc mà có thể hồi lên trong cái dạng chữ V uh, của VNX trong dạng này là rất khó mà khi mà chúng ta nhìn thấy cái dòng tiền trong phiên giao dịch gần đây thì nó thực sự là vẫn rất khó để hình thành đáy nhất là cái góc của uh, cái góc hồi phục của VNX đang ở một là một cái góc nhọn nên là cái việc mà chúng ta kỳ vọng nên uh, đánh ngay là rất là khó. Đây, trong phiên đến chiều này à đến cuối phiên gần đến à, cuối phiên sáng thì mình có nhắc mọi người là nếu mà ai đang cầm nhiều margin thì đây sẽ là cái cơ hội để cơ cấu tới tài khoản là chính, hạn chế tối đa cái việc mua đuổi. Đây, và chiều thì có thêm đích thôi. À, ok thì chúng ta cùng đến với cả vn Deck ở trên khung đồ thị ngày. Chúng ta xem ở trên cái trang đồ thị ở, ở Army Broker cho nó rõ hơn. Đấy, thì trên khung ngày. Trên công ngày thì chúng ta có uh, kháng cự rất là mạnh uh, Chính là cái vùng uh, tại sao mình lại hay nói về nhắc đến cái vùng kháng cự ở đây thì Chúng ta thấy là cái gap uh, Cái gap nó hình thành lên từ cái vùng từ ngày 6 cho đến ngày 7 tháng 10 Nó hình thành lên một cái gap Và nếu cái gap này có thể vượt qua thì nó sẽ trở thành một cái gap kiệt sức cái Tuy nhiên rằng nếu không vượt qua được thì cái gap này thì chúng ta thấy rằng nó vẫn đóng trong Nó vẫn đóng một cái vai trò Đấy chính là uh, một cái gap uh, break có nghĩa là nó đã tích lũy từ 1 2 3 4 phiên Đấy, 4 phiên ở quanh cái vùng 1100 này sau đó thì rơi ra và đây là một cái vùng tích lũy nhưng mà đã bị thủng mở gap rồi cho chứ đây, đây vẫn tính là một cái gap break khi nó chỉ thay đổi trạng thái khi nào mà nó vượt qua được thôi nên là cái áp lực bán ở trong cái vùng này nó rất là mạnh bằng chứng là chúng ta thấy rằng cái phiên ngày 14 tháng 10 và cái phiên ngày hôm nay cái lượng hàng cung ra rất là nhiều khiến cho thị trường nó chưa có cái mức để có thể bứt phá ra được và tính theo cái từ ngày phục hồi thơ đà thì chúng ta đang có cái phiên phục hồi thứ năm có nghĩa là cái phiên phục hồi thơ đà này nó có thể đến từ ngày thứ 4 cho đến ngày thứ bảy đương nhiên là sẽ có những cái phiên những cái giai đoạn mà thị trường nó yếu và nó sẽ cần phải cần phải thêm thời gian lại không phải là cứ theo sách giáo khoa là từ bốn đến ngày thứ bảy sẽ có ngày phục hồi thơ đà thì đây là cái gap đầu tiên của VNX và nếu trong trường hợp mà có thể là vượt lên được vùng 1000 vượt qua cái vùng này vùng 1060, 1075 thì khả năng cao nó sẽ tiếp cận đến cái vùng 1.100 thì đối với mình đánh giá trong dạng này thì sẽ là một cái vùng kháng cự rất là mạnh của VNX trong dạng, trong giai đoạn hiện tại và để lên được vùng này thì mình đánh giá là cái tỷ lệ nó không cao nhưng không cao không, cũng thì không có nghĩa là không có Đấy, rất nhiều các mã cổ phiếu mà nó gặp áp lực bán trong giai đoạn uh, trong phiên uh, hiện tại hay là trong các phiên gần đây ví dụ như SSI này Đấy, thì sau khi mà nó vượt lên và nó chạm tới cái đường 20 thì nó sẽ có cái áp lực bán rất là mạnh và các cái cơ hội nó chỉ dành đến cho những cái cổ phiếu nào Mà chưa chặn tới đường MA20 Đấy, Ví dụ như ông VND này hôm nay thì cũng gặp cái gap này Và còn chưa lên được đây Hay là một số các mã cổ phiếu như kiểu là à, FRT này Đấy, Thì cũng hôm nay thì lại vượt qua rồi hay một số các mã cổ phiếu CTG này, này. Vượt qua luôn rồi VIP VIP thì cũng chưa đến tận đây hay uh, CTG này CTG rồi à, Vietcombank vì công banh thì còn chưa lên đến tận M20 và đã bị điều chỉnh rồi, cho nên là tỷ lệ cao, tỷ lệ cao, hay ví dụ như HPG cũng thế, Thì khi mà các cái mã cổ phiếu mà trụ như này, này, mà cứ khi mà nó lên đến tận đường M20 thì nó đã bị điều chỉnh rồi, cho nên là VNX thì mình đánh giá là cái tỷ lệ điều chỉnh khi mà chạm đường M20 là rất là cao và rất là cũng cũng rất là khó để có thể là lên được cục đấy, hay như Nam Kim này chạm M20 cái là có phản ứng ngay, rồi HSG chẳng hạn này. Đấy, chạm M20 và chưa bật được thì có thể là nó sẽ còn điều chỉnh trở lại thì đây sẽ là cái cơ hội cho chúng ta đấy, quay trở lại với cả đấy thì chúng ta ngoài cái phần kháng cự ra đây là hai cái mốc kháng cự rất là mạnh thì uh, trong uh, phần hỗ trợ thì chúng ta sẽ có cái mốc hỗ trợ rất là mạnh à, cũng tương đối là mạnh quanh ngay vùng 1034 đấy, nếu mà trong trường hợp mươi 1034 thì rất có thể là nó có thể xuống còn tận 1 hai thì đây là cái mốc hỗ trợ tiếp theo của Vendex Và không ngoại trừ cái, cái trường hợp mà nó có thể thủng quả hẳn 1.000 nhé Nhất là trong giai đoạn này chúng ta có một cái mới chỉ có một đáy MACD thôi Chúng ta nhìn lại lịch sử Đây nhìn lại lịch sử Thì mọi người thấy rằng là cứ khi nào mới chỉ cắt được MACD một lần Thì uh, thị trường nó sẽ uh, vẫn còn cái khả năng giảm thêm Nhất kể cả trong giai đoạn hồi tháng 6 này đây, Chúng ta thấy rằng tháng 6 nó hình thành lên một cái đáy Và uh, ngụ ngự ở cái đáy hồi tháng 5 này Đại, tháng 6 thì nó có hình thành nên một cái đáy ở cùng đáy cũ và hồi phục lên thì đâu đó nó chỉ hồi phục lên được khoảng độ 50 điểm thôi thì có một cái phiên tiếp tục là à, rũ thêm một lần nữa đấy rũ thủng cả đáy Thế cho nên là chúng ta mới chỉ có một đáy của MACD thì trong các phiên giao dịch tiếp theo thì chúng ta chưa biết được là thị trường nó có rũ cho chúng ta thêm một phát nữa không thì rất ít khi mà thị trường nó hình thành nên một cái đáy mà nó đi lên ngay đấy. thì đây là với VNX này Đấy, cho nên rằng là nếu mà chúng ta đang cầm nhiều hàng trong dạng này thì cái việc uh, tin quyết nó chính là cái việc mà chúng ta cần phải cơ cấu tài khoản để hạn chế cái việc mua đuổi, hạn chế việc mua đuổi. trong uh, rất nhiều anh chị nhà đầu tư có thể là trong các phiên hôm qua, hay phiên hôm kia thì mình, uh, đều có các nhận định là hạn chế mua đuổi nhưng mà trong uh, cả dòng dầu khí hôm qua này đấy, tăng rất là mạnh mình cũng có cái uh, nhận định với uh, dòng này rồi nhưng mà không biết là mọi người có bị mua đuổi không hay là kể cả hôm nay rất nhiều các mã cổ phiếu như DIXEAL đều có cái nhịp tăng trần hết Tuy nhiên là không phải cái mã cổ phiếu nào cũng có thể là mua được Đấy, rất nhiều các mã cổ phiếu mà à, chúng ta mua ra rất là khó để hàng về có thể lãi Đấy. Ok thì tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau à, nhận định một số các dòng cổ phiếu hôm nay thì thị trường nó à, vào cái trạng thái phân hóa rất là mạnh ví dụ như là các cái dòng cổ phiếu như là dòng ngân hàng này Đấy. STB này hay là các cái mã cổ phiếu à, như là VIB cũng chỉnh này rồi ctg cũng chỉnh này Đấy, hầu như mặc dù là vẫn tăng 2% nhưng tuy nhiên là hình thành nên một cái cây nến đảo chiều như này thì rất khó Đấy, rất khó để có thể nhất là trong cái trường hợp mà ma20 vẫn đang cắm xuống như này thì rất khó có thể ngụ lại được đường ma 20 nhé ACB này ACB thì còn à, vẫn tăng khá là khỏe còn lại một số các mã cổ phiếu như uh, Techcombank này cũng tăng đúng không Techcombank này tăng nhẹ nhưng mà vẫn đang thơ yếu uhm, làPbank này ở Bank hôm nay cũng dính chỉnh rồi Đấy, cũng tính nhá uh, ở, ở mức tham chiếu nhẹ một chút Đấy, thì uh, rất nhiều các mã cổ phiếu trong dọa này không chỉ dòng ngân hàng, Ví dụ dòng bán lẻ, à, dòng mà nó đang hồi phục trước thị trường thì hôm nay sau khi mà hình thành nên một, một cái mẫu hình đảo chiều từ ngày mùng bảy đến ngày mùng chín, à, ngày mười đây là mẫu hình đảo chiều tăng thì hôm nay thì lại có một mẫu hình đảo chiều giảm nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ xem lại cái mẫu hình này đây chính là một mẫu hình uh, bao phủ Đấy, lại một mẫu hình bao phủ thì cái vùng này nó tiếp cận đến vùng MA200 và tuy nhiên là cái dòng cổ phiếu này với FRT này với DVKG này à, DGVK thì hầu hết là các mã cổ phiếu này mặc dù là nó tạo một cái mẫu hình đảo chiều mẫu hình bao phủ tuy nhiên rằng nó vẫn đang à, giữ được trên đường 20 nên nếu có nhiều điều chỉnh thì khả năng cao cái dòng này nó sẽ chỉnh nhẹ à, hay là như là chứng khoán thì có SSI này rồi à, uh, VCI Đấy, VCI cũng hình thành một cái mẫu hình gọi là lao cover Đấy, mẫu hình đảo chiều trong ngắn hạn Đấy, chúng ta có thể là chú ý với mẫu hình này và À, khả năng cái cái khả năng điều chỉnh nó sẽ là rất là cao à, hay à, cho những ai mà đua trong các phiên giao dịch à, ví dụ như là phiên ngày 17 hôm qua thì cũng khó để có thể hàng về có cái lãi được hay là với ppd này ppd thì cũng đang à, có cái mẫu hình đảo chiều một chút thì, tuy nhiên ông này thì đang là một trong những mã cổ phiếu mà khỏe nhất trên thị trường rồi pvs này đấy cũng à, cái dạng đắc lao cover ok thì tiếp theo trong dòng trong à, phiên giao dịch ngày hôm nay thì một số các mã cổ phiếu dòng bất động sản thì tương đối là khỏe ví dụ như là 517 này à, uh, 517 thì đến hôm nay có lúc trần mà hôm nay bị bán rất là mạnh ở em 20 mà chúng ta không thể quên được với đích này thì đây là những cái mã cổ phiếu mà nó đang tạo hình thành cái mô hình tăng giá và với các mã cổ phiếu này thì nếu chúng ta mua trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, uh, mình đánh giá rằng nó sẽ có cái tỷ lệ là uh, chiến thắng trong cái T2 là cao hơn các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đua trong phiên giao dịch ngày hôm qua nhất là các mã cổ phiếu mà nó đã tăng trước thị trường rồi như dòng bất động sản thì nó chưa tăng nhiều ví dụ như sell này đấy thì nó sẽ còn cái biên độ để lên được quanh cái giá 19.6 này đấy, quanh giá 19.6 đến đến nhà đường MA20 còn nếu nó khỏe hơn nữa thì có thể là lên được giá 2.1 đấy là cái, cái cái vùng mà đứt gãy của nó đấy, thì các mã cổ phiếu như này thì mới còn cái đà tăng và nhất là ông sell này thì cũng tương tự như FRT hay tương tự như là DVKG đây là một cái mẫu hình uh, Purit mẫu hình đảo chiều với đích sale rồi uh, nha này nha này cũng tăng trần nhưng mà hôm nay thì chưa hay lắm nó HDC, Đấy, HDC với HDC trong đoạn này thì chúng ta cần để ý và cần theo dõi hơn vì hôm nay đang tạo một cái mô hình phân kỳ trên cả khung ngày phân kỳ trên khung ngày ở đây giá đáy sau giảm nhưng mà đáy của MACD thì đang có cái tín hiệu là nó sẽ uh, cao hơn cái đáy trước nên là với mã cổ phiếu này thì chúng ta nên nên chờ nên cầm nên theo dõi nhiều hơn với HDC khi mà nó có tín hiệu là Phá phân kỳ à nó tín hiệu là xác nhận phân kỳ và vượt được ngày 10 sẽ là cái cơ hội cho chúng ta trong các phiên giao dịch tới. Ok thì uh, đây là những cái mã cổ phiếu mà hay là cái dòng cổ phiếu mà mình uh, nhận định chính trong phiên giao, giao dịch ngày hôm nay thôi. Còn lại thì về cơ hội về cơ hội thì chúng ta sẽ quay trở lại với các cái dòng cổ phiếu trước tiên là với dòng ngân à, với dòng uh, dầu khí thì các cái mã cổ phiếu như là PVD này, này thì mình vẫn đang uh, theo dõi rất là chặt cái mã cổ phiếu này. Đấy, khi mà các cái uh, trạng thái của các mã cổ phiếu này nó đang uh, rất là mạnh Đấy, thậm chí rằng là được nói là mạnh nhất thị trường khi mà đang giao dịch ở trên mây Chimoku trên cả Kizun, Kijun rất ít các mã cổ phiếu nào có thể là đứng trên cái đường Kijun này Đấy, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi là nếu tích lũy thành công tích lũy là một hai phiên nữa thì chúng ta sẽ có cái cơ hội mua rất là tốt và thậm chí rằng kể cả mua vượt đỉnh vùng hai ba cũng là những cái điểm mua rất là tốt của PVD nếu mà nó có vượt được hay như PVS này Đấy, với PVS thì nó gặp cái kháng cự rất là mạnh, vùng 24.2 thì đây là một cái flat mây chi và cùng với cả kijun Và với mát cổ phiếu này thì nó chạc nó tương tự như là PR, à, chạc tương tự là PVC Đấy khi mà nó nếu mà vượt được cái mây như này thì nó sẽ là một mây rất là đẹp Đấy nó có thể là trạng thái chạy như thế này, tương tự như là PVC thì lúc nào mà vượt được mây Chúng ta sẽ có cái điểm mua, quanh giá 21.2 với PVC này, rồi PVS thì sẽ quanh giá 26 thì chúng ta có thể là lựa chọn Ngoài ra cái mã cổ phiếu này thì nó cũng đang tích lũy được trên đường M20 rồi Mặc dù là đường M20 đang có xuống, à, vẫn đang có xuống cắm xuống Nên là à, sẽ có cái sự rung lắc nhưng mà chúng ta sẽ cùng theo dõi với các mã cổ phiếu này à, Tiếp theo thì à, nếu mà có trường hợp điều chỉnh thì chúng ta sẽ quay trở lại các cái mã cổ phiếu mà đã tăng trước thị trường Ví dụ như đây này này Thì đây là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có kỳ vọng để hình thành những cái mũ hình hay đáy Và cái mô hình hay đáy như thế nào thì chúng ta sẽ cùng vẽ như ở đây đấy Có thể là quay về cái đáy cũ hoặc thấp hơn một chút nhé rồi sẽ quay lên thì chúng ta sẽ có hai cái điểm mua, Đấy, một là chúng ta nếu mà mạo hiểm thì chúng ta sẽ mua ở quanh cái vùng đáy cũ hoặc là thấp hơn một chút hoặc là bằng. Đấy, nếu mà ai còn uh, tiền mặt cao hay là ai đã chốt lời trong phiên giao dịch ngày hôm nay theo cái khuyến nghị của mình thì chúng ta sẽ canh mua khi mà mạo hiểm khi mà nó trở thành uh, nó gần về cái vùng đáy cũ là chúng ta có thể là mua được rồi quanh nhóm 16 sáu nếu mà thủng thì uh, chúng ta sẽ canh mua thêm vì trong thường ấy các cái dạng chỉnh mà thùng đáy thì kiểu gì nó cũng sẽ có cái nhịp test lại À, thì chúng ta mua như này, chúng ta kiểu gì cũng bán như là bán hòa, đấy, bán hòa được. Đấy, trong trường hợp đẹp nhất. còn nếu mà chúng ta đã à, xác định là mua mạo hiểm thì chúng ta à, sẽ có cái điểm mua thêm thì quanh giá mượt 18.6 ở đây, chúng ta sẽ hình thành cái mô hình hai đáy rất là đẹp khi mà vượt qua cái đỉnh trung tâm à, thì đấy là với SSI này, hay như VND cũng được này, à, hay như VND, với VND thì đang cái đà giảm sau, đã chưa chưa cần nhìn lắm. hay như VCI đấy, cái dạng chạc mà nó đang tích lũy dưới đường m20 này và đường m20 có đang xu hướng cắm xuống thì khả năng cao nó sẽ còn một nhịp điều chỉnh để cho chúng ta có thể là cơ hội vào hàng à, chứng khoán rồi này ngân hàng tiếp theo là ngân hàng với uh, số các mã cổ phiếu như CTG này ông CTG này thì với cái dạng chạc của m20 vẫn đang cắm xuống thì không ngoại trừ cái trường hợp mà nó có thể là điều chỉnh đi xì như thế này đấy, có thể là không uh, không thể xuống từ vùng đáy nhưng mà chúng ta có thể là canh bắt được quanh giá 20.6 Đấy, có thể sâu hơn một chút là quanh giá 19.7 chúng ta có thể là kênh monot nốt này với à, CTG còn lại thì à, nếu trong trường hợp mà chúng ta ưa cái sự không mạo hiểm thì chúng ta có thể là kênh bắt xích đích sell trong các phiên giao dịch ngày mai thì có thể là mình đánh giá là vẫn còn cái nhịp để à, ít nhất là tế cộng chúng ta còn nhất là hòa có thể là lãi hơn một chút Đấy là với sell với đích để cho các cái mục tiêu nó, nó là ngắn cho quanh giá à, quanh giá 19 đến cái 20 Đấy là với sell được đích thì các cái mẫu hình như thế này thì tương tự như các cái mẫu hình như frt trong các phiên giao uh, uh, khi mà hoàn thiện cái mô hình có nghĩa là trong cái phiên này trong cái phiên ngày 11 nếu có điều chỉnh nhé trong cái phiên uh, ngày mai nếu mà sell đích có điều chỉnh thì chúng ta sẽ là cái cơ hội mua khá là ấn tượng à, khá là tốt hay là DTD này, hôm nay thì cũng đang uh, có cái mô hình uh, tăng giá như là sell Đấy, cái mô hình nào chiều hay một số các mã cổ phiếu như là DS này hôm nay thì giảm quá đà đa rồi đang ở trong cái vùng mà giảm coi là giảm quá đà và liên tục hình thành các cái vùng nến đảo chiều liên tục hình thành các cây pin ba và ông này thì sẽ có hiện tượng là rất nhiều khi mà nó hình thành nên cái phiên uh, cái lộ sàn Nhưng tuy nhiên cái vùng này mình thấy rằng nó không cái áp lực bán nó không quá nhiều không mua thằng con thì có thể là canh xa thằng mẹ Rằng DG Đấy, với DG thì hôm nay mình cái dạng chạc của nó tương tự như là d uh, d uh, d, uh DIG nhé tương tự như là đích khi mà nó hình thành nên một cái uh, ở đây là với mẫu hình hai đáy Đấy, với mẫu hình hai đáy thì trong phiên ngày mai có thể là vượt quay giá 17.2 chúng ta có thể canh mua được đấy, mô hình hay đấy với đấy gờ được hay một số các mã cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay như hh thì mình đã có những cái phương án chốt lời rồi hh rồi HBC thì còn chốt hôm qua đấy, rồi à, chúng ta sẽ có thể là canh mua lại được khi mà có các nhiều điều chỉnh về giá 17.2 đây là tuy nhiên rằng mình vẫn phải nhấn mạnh lại thêm một lần nữa nếu mà chúng ta đã có cái trạng thái là bắt đáy thì chúng ta chỉ lên để cái tỷ trọng tài khoản ở 50% thôi cùng ra cứ mua thì chúng ta phải bán hàng có sẵn đi. Ví dụ như hôm nay mình muốn mua thêm một số các mã cổ phiếu, nhiều đích cái sell hay KBC thì chúng ta cần phải bán. Ví dụ như là mình chốt HAH này, chốt HBC này, một chốt IDI này. Đấy, hôm nay ID thì cũng tăng lên tận 14. Hôm qua chốt, hôm qua và hôm chốt hôm nay nữa. Đấy, trường hợp mà nó chỉnh điều chỉnh về quanh giá 12.5 này chúng ta có thể là cái cơ hội cho chúng ta. KBC thì hôm nay đang có cái trạng thái mua. Nếu mà chúng ta trong phiên ngày mai còn cái điều chỉnh sẽ là cơ hội mua chúng ta là trong khi mà MACD đang chuẩn bị hình thành một đáy rồi. Thế là với KBC hay một số các mã cổ phiếu nhưng nếu mà chúng ta dài hạn hơn một chút thì có thể là đánh với à, đánh sát này. Thằng này thì nó có một cái tính là à, đang ở cái vùng kháng cự, đang ở cái vùng kháng cự theo trend. Nếu trong trường hợp vượt lên và vượt thiên mây thì sẽ là cái cơ hội mua rất là tốt chúng ta vì đang tích lũy ở trên à, trên mây Ok, một số các mã cổ phiếu nữa như kiểu là Vinamilk cho những nhà đầu tư nào mà muốn đạt cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn một chút và nó cũng đem lại cái sự rủi ro Đấy, với ông Vinamilk này thì đã mà nó cắt lên rồi và cắt lên luôn cả cái đường EMA 20 của MACD Đấy, tuy nhiên rằng cái dạng à, mây flat trước mặt thì à, là cái dạng mà chúng ta có thể là kỳ vọng ăn một cái nhịp ngắn thôi, có thể là lên quanh 80 82, sau đó thì sẽ cái mã cổ phiếu này sẽ cần quay trở lại điều chỉnh. Hay một số mã cổ phiếu mà nó trên mây nữa như kiểu là CKG. này ông này thì có cái trạng thái đạp mây và rất hiếm các mã cổ phiếu nào trong dạng này mà nó còn trên mây như thằng trên mây như CKG với cả PVD. Đấy. và ngoài ra IDX cũng chuẩn bị cắt lên rồi nếu trong trường hợp mà nó tích lũy một hai phiên thì vùng này thì chúng ta sẽ có thể là canh à, giải ngân được một phần và nếu trong trường hợp mà vượt đỉnh năm hai tuần chính là vượt đỉnh cửa vùng này thì chúng ta sẽ có thể là canh mua ấy canh mua thêm đấy, cho cái tỷ trọng và nhất là trong giai đoạn này thì 26 phiên tiếp theo mây chi đang có cái dạng eo hẹp có nghĩa là à, một là nó có thể đào chiều là giảm đỏ hai là nó có thể là vào một con sóng cực mạnh thêm nữa thì đấy là với à, CKG ngoài ra thì chúng ta một số cái mã cổ phiếu riêng lẻ như kiểu HX cũng đang có trạng thái tích lũy khá là mình thấy là khá là ok chúng có thể là xem xét thêm nếu trong trường hợp mà cái mã cổ phiếu này nó vượt mây rồi BNA này hôm qua trong viên trong cái bản tin hôm qua mình cũng nói đến BNA khi đang phân kỳ dương hai đoạn rất ít các mã cổ phiếu nào mà nó phân kỳ dương hai đoạn được trong dạng này nhé thì đây sẽ là cái cơ hội chúng ta có thể là nếu ai đầu tư theo cơ bản thì có thể là mua từ với mã cổ phiếu này được thằng BNA này thì cái kết quả kinh doanh của nó rất là tốt rất là ấn tượng trong 6 tháng đầu năm nay Ok à, như vậy là đã đi hết cái bản tin giao dịch ngày hôm nay nhưng còn một số các mã cổ phiếu nữa thì chắc là mình sẽ gửi thêm trong cái room của mình nhé trong các cái room cộng đồng Nếu mà ai quan tâm đến cái room cộng đồng đấy thì mình có thể là à, tham gia vào thì mình sẽ gửi thêm cho mọi người để, để mọi người có thể là tìm à, tham khảo thêm sau. hy vọng là mà tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho các bạn. chúc các bạn thành công và gặp được nhiều may mắn. xin chào và hẹn gặp lại.